này là vịt đem đi nướng luôn cả nhà. Ướp với ớt hả? Vịt ướp với ớt nướng. Đây mình hái mấy trái me nha. Me này nó chín luôn nè. Sao nãy nó nguyên giờ rã ra? Nãy nãy nướng cho xăng lại thôi hả? Kệ không sao. À, cái này nó vàng nè cả nhà. Còn tha bên kia đó. Giờ cái này vàng mình ăn trước đi. Thôi ngồi ăn nhìn thấy thương. Cầm dùng nó hơn.